Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân đối với gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công trên địa bàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện Nam Trực đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, động viên tinh thần, vật chất, tạo điều kiện để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong chương trình Thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Công tác đền ơn đáp nghĩa ở huyện Nam Trực. Chúng ta cùng nghe. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân đối với các gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công trên địa bàn. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, huyện Nam Trực cũng đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chế độ chính sách đối với người có... Học viện Quốc tế Đào tạo Công nghệ Thông tin NIIT ICT Hà Nội là đơn vị có 17 năm kinh nghiệm đào tạo và hợp tác với Học viện NIIT Ấn Độ tuyển sinh năm học 2019-2021. 1. Ngành lập trình viên quốc tế, chuyên viên phần mềm Diginec hệ cao đẳng bằng quốc tế do Học viện NIIT Ấn Độ cấp. 2. Ngành marketing số Digital Marketing hệ trung cấp do NIIT Ấn Độ cấp bằng. Học viện cam kết hỗ trợ việc làm tại Hà Nội cho tất cả các học viên tốt nghiệp, hỗ trợ việc làm ngay trong quá trình theo học. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có mong muốn học tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin và marketing số. Hình thức ứng tuyển: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia hoặc học bạ phổ thông trung học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 7 năm 2019, thời gian nhập học từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng tuyển sinh, tầng 3 tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 0243 557 4074. Website niithanoi.edu.vn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự cuối tuần của Đài Phát thanh Nam Trực. Chương trình của Đài chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Thời sự tuần sau. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.